Xin chào tất cả các bạn, tôi là Minh Aram, hiện nay tôi là giám đốc của tổ chức đào tạo Sales Master, là một cái trường đào tạo huấn luyện sale và trainer sale hàng đầu tại Việt Nam này. Và tôi có được mệnh danh là một chuyên gia về huấn luyện và trainer sale hàng đầu tại Việt Nam. Đây là cái chương trình huấn luyện rất là chuyên sâu tổng lực của tôi, và tôi sẽ hướng dẫn cho bạn từ A cho đến Z. Thứ nhất là tôi sẽ trang bị cho các bạn về cái cách tư duy của những người bán hàng xuất sắc nhất. Sau đó tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cái phần số 2 là cái làm thế nào để bạn nắm bắt được cái tâm lý khách hàng. Cái số 3 là bạn sẽ học được về 7 bí quyết của một sát thủ bán hàng, làm thế nào để bạn có thể đạt được cái hiệu suất bán hàng cao nhất. Sau đó tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái nghệ thuật làm thế nào để bạn có thể sử dụng cái ngữ điệu trong bán hàng, làm thế nào để bạn có khả năng sử dụng giọng nói của bạn để thu hút và cuốn hút tất cả mọi người khác. Sau đó tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái nghệ thuật đặt hẹn với khách hàng. Quan trọng nhất đó là tôi sẽ hướng dẫn các bạn về kịch bản chốt sale 10 bước tất cả đã được tôi kiểm chứng và áp dụng thành công. Và tôi sẽ hướng dẫn thêm cho bạn về cái làm thế nào để bạn tạo dựng được một cái đội nhóm bán hàng 3 tháng, chính xác hơn là 90 ngày, bạn sẽ làm chủ tất cả mọi điều đó. Bạn sẽ có được hàng nghìn khách hàng tiềm năng mỗi tháng. Bạn sẽ có được những cuộc hẹn với tất cả những khách hàng lạ bạn chưa từng gặp bao giờ. Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng, bởi vì doanh số của bạn sẽ tăng một cách đột biến. Bạn sẽ có một cái đội nhóm hoạt động dưới mình, và tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách tự động. Đây là cái bộ video thực sự rất là tuyệt vời, mà bạn hãy nhanh chóng sở hữu và xem toàn bộ video này. Tôi là Minh Adam, tôi là chuyên gia Telesales.